lại này có mấy càng loạn về tớ này nhà luôn ta cái nào buồn sang ta là này tùy đùa tùy cái xem giờ nó này bình lại là này nhà con hề này nhập nhà hiếm bạn lại bọn này lại thật cái thuyền nhiều hội ta này giờ này chặt hơn lại đáo ta nhạ lấy như này lại lạng nhạ ta nhạ lấy cái này cất thuyền nhiều hội cái đạt này nên tới này có bể có mình lăng bờ đại lại chôn lăng thuyền nhiều hội rất nhiều hội ta này cái đấy mình đi nào Asran kong kopo chang yon pia jadap nok lai yong te muhnan tu lue kon nyu wi te liên kết chung sa. Đó là sức mạnh đoàn kết. Ela ka klai nan tal tuan nan nyu wi klai tan đoàn kết đoàn kết sa ai ram bit tan klai nan ching nyu pia nan đập tan các cái cây nok yu pia nan âm mưu nyu. Sat nay thom na hen nyu wi te mo kai liên kết Thái Lan Việt Nam bra lam lam ta ta ngao đi. Chung sa. Là chi chàng trên trên bóng mỡ sập nhủ trên mỡ sập lại đây ra cái sẵn làm đất nước Việt Nam như chi độc lập. Độc lập có nghĩa là bắt khá xâm phạm. Như mùa thua làm tôi lời có bộ như mùa thua giai cấp. Giai cấp như phía công nhân và giai cấp nông nhân. Như công nhân giai cấp như phía công nhân nữa như phía sẽ xì thiết bị máy móc các loại nữa sẽ xì là nhà nước của nhà nước. Còn ta bộ nữa sẽ xì công nhân còn là bộ mạng đạo đức. Giai là giai cấp thứ hai giai cấp nông dân như vậy nông dân trồng trọt như lệ sau đó này hiện như nào tôi xì như để thầu như nào cam kết làm bảo an liên hợp quốc sẽ xì để bộ rập rập sam làn plot thuần tua bộ tụ bộ tuam tin là như lệ xin ngã như mã nằm nơi chơi làm góc con người làm góc con như này để bộ là tuam ta nên để bộ được tâm xa như bộ là như vị đây là một cái sự liên kết xa ai không biết như vị đây nên như vị đây lạ đệ mới nhủ tao tua như pia nên hiện đây một lời liên kết mừng Thái Lan Việt Nam là ở Mỹ đi vì đã làm Mỹ đi đây nên đang tìm đáp lắc là trả nặc đây cả đây bây giờ mua em đang cả làm đảo và làm sẽ nắp này rằng là bao chọn nặc đây cả đây sẽ nên như huy giờ sẽ nên mà giờ này giờ nên vượt vả tôi là em buồn này phù này là nhiều con hình muốn coi giờ này nhiều mặt lại chun về đây là con nòng chí chẳng duẩn nhiều huy hay này huy ta cùng gộp nhỉ giờ này sắm tới lại cung cốp lại tạo bồ rạ này là nhiều hạt này nó như lời kẹo pi bằng dập quyền dập sải khi nào bạn nào buồn sang tôi đọc về đồng thị ít lắm mà là bồ tát đã dòng về đọc đã đi là tôi lại nào buồn sang là nào bồ ma như là về bồ ma mà giờ này bữa nào bồ tát có bình bồ sang bồ ma nó có bình bồ sang chỉ đồng nhiều nào như là về mà giờ này nên tôi lại này thì tình hiếm bạn như lệ trên mạng lòng dân hiếm bạn là tôi đã bồ hòn phương ngữ như mạng đoạn này là tôi lại là lòng dân như trong tin với đảng mà kẹt tại bụng sau nên làm cái này chế bộ nên tôi xin như pia nên như chi làm hợp đồng ra như là nên dân làm chủ nhà nước quản lý là như lại người dân mà vì người vì dân dân vì nước như là nhà nước nhân dân bề tài nhung lụ sau đó nhung lụ bề tài ngạ một chỗ sau đó này hình sẽ chế có lát lên Việt Nam đang mở hình đắp nóc như về tự một mô sự tự do tự do lưu tự do như về tự do báo chí này tự do ngôn luận này là như về tự do tôn giáo này là tự do như về lập hội này hay là mà ta hành tự do một căn như một lo bạn mầm tả bố mổ đang lại nhưng Việt Nam như lại mồ sức ăn mồ như mồ nên tôi bỏ nên cây mồ nên bỏ mồ bỏ mỡ lại hết sức ạ tôi lề có bỏ nên tôi lề cá nhân có đánh giá rồi Việt Nam không có tự do tín ngưỡng tôn giáo nhưng có tự do đàn áp tôn giáo như đàn áp thoải mái vừa cướp đất này vừa đàn áp được này vừa ta tôn dân này sẽ này hình lũ bộ bộ lệ này sẽ xí như bây nên thỉnh phong đạo như bây nên tinh thất bằng lai này tinh thất bằng lai như lẽ nên như mùa thu âm ta như là tao xa như là như bây nên loạn luân có nghĩa là đi Việt Nam này tao đua nên như bây nên lừa đảo đặc biệt nhưng chỗ này là như nào ra tòa nên như bộ bộ nhân chứng bằng chứng bằng nhân chứng nên là lũ đang bình luận tận bộ sau đó tài Hoa Kỳ đài Á Châu tự do này lại như lại nên như áp dụng bộ bộ luật 331 có nghĩa là Việt Nam nên á buôn sáng nên lợi dụng như bây giờ dân chủ giảm tham phạm lợi ích nhà nước như mạng tù sẽ chỉ riêng bà Phương Hằng như mạng nên nếu bà Phương Hằng trong xã mồ như về quyền lực mồ về đại như vân mạng như lẽ nên như bè nên lợi dụng như bè tự do dân chủ như tham phạm lợi ích của nhà nước trong hết lệ một Việt Nam này
sẵn nặc đề gà để hiến chén nặc đề gà để này để bộ nên cấp nó mang tiếng tâm duyên pè nó năm tính tây nguyên để làm nấn sẽ ngại để bộ duyên cho ai tụ cá bộ hơn nặc đề gà để như pè triệu phú và mỗi hình áo nhưng mà nặc đề gà để có thể lần làm hàm thì làm bạc phê bạc su bạc tar bạc bền tại đôi sẽ ngại lại nấn chỉ nhiều pè nấn mừng thuần sập bột bản tô chụp lùm mà nấn nhiều pè mạ vàng mạ lại nhiều màu mạ nhiều tuyến bộ lại công bộ lại mừng phải lâu ngày 30 tháng 4 nè là mừng nấn sẽ ngại nhiều bên nước tây ta chắc chính phát triển tôi ta thì phát triển thì ngân sẽ chiếm trong xa đang thâu lại để trên một sự chuẩn bị nên muốn sự nổi tiếng là nên cây bội ra nên mua đằng mỡ mà nên nhiều chuẩn bị nên dùng bằng tâm lý nhiều sẽ xe kêu ông tàu cái nắp bét luôn nhiều khách ta đã bật luôn nước tây cả để một lần trong cây lúc nước tây ta một có vang đập tàn ô sẵn này hình chính mày được từ Thái Lan này chính mày tạo về YouTube này mày trang đấu tranh về chuẩn bị nước tây cả đây mô bộ đếm đại bộ mà mô bộ đấu tranh mô bộ đấu tranh sẽ là phần tuần sẽ thì phạm minh nhuôn sẽ thì này luet sẽ là về mặt ní sẽ là về sơ cơ lẽ này hình mà trăm là chỉ trăm bờ mì thì đó là nhân vật tôi bờ mì thì đây nên sẽ như một pia này lâu nên pia này quá mất tích này hình là dùng 400 xin ạ nhu huy cả mày kích động nhu huy cả mày kêu gọi mà huy cả mày dùng thư huy cả mày còn kẹt nó như pia cả mày sơn pia mày thế thế một bộ mà này hình một lao chó đấy như pia hợp vong hả nằm trong bộ sơ sơ nữa đi sẽ gì mà trang không mà hair sẽ nhiều trang không trang nhiều nhà phục nhiều bao nọc tục tình tục sẽ gì đặc lắc y quỳnh mà có đi ăn này cái năng này em trang nhiều lên là krong hình bốn câu lên nên để ca nhiều ấy bao nhiêu đang làm tâm facebook tuần bốn tập là nên cái riêng cái nam cơ sở như như đang đi như là nên có vi phạm trang mạng có thể như là nhẹ như phạt hành chính nếu mà nặng sẽ như là truy cứu như truy cứu có nghĩa là tùy thôi như cặp tài mạng có lẽ như một quyền mã làm ta thật là như pia nên xí gì như pia dọa cho đánh khí đây như pia này sau đó mày thuộc tên này chỉ như mỡ mày blu này như là sẽ như là có một tấm chỗ mỡ sập ấy có một khẩu cao tấm chỗ bị đặt đăng ký cho sập ấy sập là chụp tốt tấm chỗ bình nhú là lặng là con san tam bình con mà mẹ pro con san tam bình yếu mệt vả con mày ví bằng mày tạ tại nhiều hụi tại mỡ nhiều hụi tại thâu ví bằng pro hà này nhiều hụi mỡ con mày dạ là ít lặng như lệ nhiều tùy cứu ít lại so đây đi nó nhổm lục từ nhiều hẻm rạ mỡ bờ đà độ hẻm là hẻm nó hẻm là bình tàu lọc lọ đấy nhiều mỡ tháp heo bốc mà mày đồ bà mi lên đồ bà thái lên là nhặt và hạ là nó như giàu tùy nà lên nó tùy nà cứ tự do cái nhiều ta tùy nà nó tôi nguyên trung phúc thầm mình chinh này tùy nà mà chăm như bên mạng này với lệ với mà thò một cái lệ có ra có mình lau dù tiếp nữa cái lệ cái khung bộ với ta khung bộ như bên nhân mạng một cần mạng nó đập lo là mệt vả bị làm tội ô lệ tương tác bình yên tiếp bản năm chào Việt Nam này im rộng all mà như cạn ngạn ngạn sạt với anh rin như all mà vì bằng cái nạn buồn sản đi một vọt lại thịt ô thịt của công sản Việt Nam nó phải hấp đút dân giàu nước mạnh như là công bằng xã hội công bằng lo được cái nền cái nòng nhiều có bằng thì nhiều nãy cho nhiều phố nè nãy vẽ nhiều phố nè tròn nhiều phố chúng nó nên nhiều tiền ạ là giữ cái nạn buồn sản là phải chấp cái nạn lập lạc kèm một tri thức tri tuệ của mẫu năm 2017 tôi có một lần trang mạng xã hội lại bạn đi cả họ mong đi cứ thao cà phao là bây giờ xung kíp nữa thao cà này đầm qua nập nạp đạt ôi pro ạ mạng mà nó cứ chút thôi được rồi bởi ạ đạp thuốc nó thôi mà cứ lệ cứ cà phao nó lại chụp lại thì nhiêu chứ lập lại thì nhiêu cứ đang nuôi bon sang ta đã tôi hàng này nước tự bán lại bộ bề thầm cà phao cả rằng nhà nước luôn đó nhá nhà nước đào tạo điều kiện với nhiêu lệ tăng có soi này thì là nhà nước về nhiều cà phao lịch sự mà nhà nước mà nên cứ bữa nay mau bình lại chơi là mạng rồi cơ lại cho mau bẹn là gì cơ lại bắt tao đây bực càng là mà càng dựng dài bực dài thịt thịt nó mệt vả cái nòng bắt tao thì nhôm lục thì nhôi ơi như càng tôi Hồ Chí Minh đây này Hồ Chí Minh là một lần khơi bẹ gì hiu chà lắm cần tôi bình dạng phượng nào cho như thế này thầm mà Phạm Minh Chính đấy Nguyễn Phú Trọng đấy lưu thì nhiều nguyên tận dụng bình lục sơn ở bờ mò thêm làm ăn tôi có lẽ là Nguyễn Phú Trọng phải cho bốc cần thời gian lắm mà ông tàu lâm hay này là chặt nó là màng cần dập lắm mà sầm nhôn ta mới nhìn ngã cọ ngã khoa trôn cái nào buồn sang nhú prai ngã chặt bị đục đạo lại đạo căn thau mất lại đạo lê ca bố lễ cất tập lông ta lên chuột lần này như căn thau lắm mà ca bố lễ như kèng đạp bằng tình thái luôn mệt vả vừa thứ cất lại nhô lệ nhô phía bạn nhá sai cho nỉ lụ bẹ nhặt thau như thế này à bữa nay lệ
Bruyết lại đạo nhớ, phần lại đạo đi bẹ mà Hà Nội. Kinh thành việc đồng hồi xuất bán mà Hà Nội. Buộc hẹp ấy đi gắn thò lắm mà. Chứ bây giờ rằng tôi cái nhớ nó quốc tế bỏng nhớ. Dựa nó quốc tế hà này rằng xét duyệt hay là gì mà lọt, nó buồn sang lạt được như vậy. Tôi có bộ thế nào. Sẵn như chí thế này, cái bộ là luật quốc tế điều 18 UEU là The HR. NHCR nữa. Như nêu, mỗi người đều có quyền tự do, tư tưởng, lương tâm và tôn giáo, bao gồm tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình và tự do dưới hình thức cá nhân hay tập thể, nơi cộng cộng hoặc nơi riêng tư bày tỏ tín ngưỡng hay tôn giáo của mình bằng cách hình thức như truyền giảng, thực hành, thờ cúng, bất cứ việc như tự do luật luật quốc tế. Thì tôi có như sẽ nhìn lại như là chi chàng bộ đoạn bình đáng tất pháp luật. Có nghĩa là mừng như bây sẽ xây hội thánh tinh lành Việt Nam miền Nam. Tôi có mượn như là tự do nhá. Nhà nước tạo điều kiện xây nhà thờ đi thì bè đại thông á, mọc mà nọc tự do nhỏ. Như một khuôn khổ, như một phạm vi sinh hoạt. Tôi đã mạng bà tem, phải thông qua như lâu. Trong mạng bà tem thông trô, phải lên danh sách. Chẳng bằng nằm chết xuống thập tới làm tân áp này để mua lên lệ nhưng mà thông qua nhưng mà nhưng cho phép hay không chẳng là truyền đạo mà thậm chí chẳng truyền về cam hoặc truyền về chia sẻ lời chúa là cam phạt lại tiền phải thông qua nhưng mà nhưng mà bảy nhưng bảy sau này đoạn lần tiếp bộ này như một sự khuôn khổ như phạm vi sinh hoạt phạm vi hoạt động đúng không ạ như clip như cả gì tôi đã hội thánh từ già chứ ngã như một thuộc quản lý ô nên như ăn là trái phép như là chưa nhà nước chưa công nhận là đó gọi là trái phép. Sẵn theo luật quốc tế đang bằng luật quốc tế đấy thuộc về Việt Nam thì thuộc các nhau biết là hay là Thái Lan này thì bởi luật quốc tế đang dùng lưu hình phổ biến nước tư ban được đấy này hình sẽ là Việt Nam vi phạm tôn giáo từ năm 2013 này đến năm 2016 sẽ Obama Barack Obama tôn được các ta Việt Nam sẽ ngã bởi Việt Nam ký luật Magnitsky hay là vi phạm một tin là tầm gắn thậm chí tài khoản như tân học nhập nhà này Thụy Sĩ ắt khóa mà sau đó Việt Nam ăn như bè ngoan cố ắt vi phạm trong này hình sẽ gì năm 2014 nhồi luật vào được hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc xa trong năm 2016 bè này hình sẽ ngã nhồi từ năm 2023 1 tháng 1 năm 2013 cho đến 2025 đi như một hội đồng bảo an luôn bè thằng này nhồi mừng rồi tập luật xa tập ra tập nhắc nào cho Antonio nè tập về nè tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio nè nào tuần nào bộ luôn ta tại sao Việt Nam nên này sẽ gì ắt đốt mà rõ mà bè ta với điều kiện đang tục theo dõi sẽ tới những việc một tí lỗ như một tí một làm một tí lỗ sẽ chỉ như vi phạm này nếu như học mình như xoay vậy nên bề đang bề như thái phong như này lên nên bộ như ngã nên sẽ đang lại nên càng ngày càng tệ hại như tại sao mà như tục nên sẽ ngã bộ như mà như tục là ủy viên không thường trực có nghĩa là như tục tân như có nóng mỡ được gì mỡ tranh luận nó sẽ thể hiện được tranh luận đưa ta này lên nên có năng bỏ phiếu rất nhiều một khả năng ngoài khả năng một quyền đó sẽ được bổ năn Việt Nam học tập kìa một lệ bảo an của bốn sang đây một thâu được bốn sang để thâu bỏ mùa lưu số rồi bốn sang để thâu và đợt bốn sang đây một thuộc hạ bằng ghế ở huy sẽ xì như vậy nên trong nu mày mày độc tài mày tươi mày hạ bằng ghế lụ mày thậm chí mày lên hình mày trong thì chết rồi đấy dân được bổ bốn sang đường đây chỉ chạm bộ đoạn nên tăng mang nhé đề chính tăng chính sai. Tận năm nay mới sang công bố các bộ nặng tay cả đề từ tập tài mi thì hướng ta phòng mạ bộ được lấy xích ních như về bầu ấy bầu chọn nhé. Có hai này các thằng mới cho là như bầu chọn nhé. Tại chính thức năm nay chính thức mới chụp đặt pi bằng đấy. Sơn anh, nên trong đề nên yên tâm nhé, khả năng. Để dám nông ta em một thông tin này đêm ít cỡ. Ít cỡ mày đã. Cỡ mày. Mới chỉ dùng mạ bộ học ít không mày chính xác. Được rồi. Nên mong này lao pi mong lại là khắp những mong nhật mong đủ đi lù lo tương hàng lấy hình vào đi cả điều này. Được rồi. Ní pi bằng.